Cam, xoài, mít, dưa, ổi, bưởi các bạn đang dùng trên xe đúng không? Hello hello, là bác Siêu đây. Và trong cái video ngày hôm nay, bác Siêu sẽ chia sẻ với các bạn những cái sai lầm thường gặp khi dùng vitamin C khiến cho các bạn không những là da nó không trắng, không sáng, không đẹp hơn mà còn làm cho bạn dễ mắc phải những nguy cơ sỏi thận và nhiều nguy cơ khác sức khỏe. Và hãy nhớ rằng là không cái gì nhiều là tốt cả, mà hãy dùng đủ thôi. Và làm thế nào để dùng vitamin C đúng cách, những sai lầm thường gặp ra sao, cùng tìm hiểu bác Siêu qua video ngày hôm nay. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của bác sĩ Hiếu thì xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Lương Trung Hiếu, chuyên khoa da liễu thẩm mỹ. Và bác sĩ Hiếu có một fanpage bác sĩ Hiếu và cộng đồng chăm sóc khoa học. Các bạn có thể tìm và tham gia cộng đồng này để nhận được những cách, những cái mẹo chăm sóc da hoàn toàn miễn phí và đơn giản. Các bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Ok, bắt đầu thôi. Sai lầm số 1 đó là các bạn dùng quá nhiều. Và nhớ rằng là nếu như các bạn dùng quá nhiều cũng giống như việc là mình ăn thôi, mình ăn nhiều quá thì bội thực và dục tốc thì bất đạt. Khi bạn dùng quá liều lượng gọi là overdose, quá nhiều, không những là không tốt mà còn gây những hậu quả khôn lường. Ví dụ như vitamin C, đường bôi, khi các bạn mới sử dụng thì bình thường các bạn sẽ cần phải có thời gian giãn cách và bôi từ nồng độ thấp đến nồng độ cao, 5%, 10% thôi, đừng có phang ngay 2%. Và khi bạn dùng quá liều, có nhiều bạn dùng ngay 2-3%, bôi liên tục và sau đó bạn thấy rằng da mình khô, bong chóc, bong quẩy. Dùng quá liều so với khả năng của mình. Tiếp đến là việc dùng vitamin C nó không hiệu quả, còn gây cho bạn tai biến kích ứng, mẩn đỏ. Và đặc biệt đường uống ấy, khi bạn uống quá nhiều thì nó cũng đào thải hết ra ngoài thôi, nó không có hiệu quả gì cả. Chính thế, hãy xem tiếp video này phần sau. Thêm một cái điều nữa đó là bạn hãy nhớ rằng là đối với đường uống này thì đơn vị người ta hay đo đó là theo cân nặng, còn đường bôi là theo cái sức khỏe của da, người gầy, người béo và mỗi trọng lượng có cách dùng khác nhau. Và cái đường bôi ấy, thì cái cấu trúc da của mình này, các thủ thuật đã sử dụng và nền da như thế nào, tình trạng da sao, nó sẽ đánh giá và phản ánh được là mình nên dùng cái vitamin C như thế nào. Do đó thì các bạn nếu như mới bắt đầu tập tành sử dụng ấy, thì bác sĩ Hiếu khuyên là bạn hãy nên dùng cái nồng độ thấp thôi. Thì ít nhất là thấp nó cũng sẽ có hiệu quả nhưng nó ít gây ra tác dụng không mong muốn. Thì đây là cái điều rất là chân thành của bác sĩ Hiếu nhắn nhủ các bạn. Rồi, sai lầm số 2 đó là các bạn dùng vào thời điểm quá muộn. Thì có một cái điều mà các nhãn sản phẩm của vitamin C đều khuyến cáo là bạn nên uống trước 4 giờ chiều. Tại sao như vậy? Bởi vì sau 4 giờ chiều thì cái nhu cầu cần nước có thể giảm xuống. Các bạn sẽ uống ít nước hơn và khi các bạn uống ít nước, thận mình nó không thể lọc, không thể thải được các cái chất độc tố, chất cất bã ở ngoài cơ thể. Và vitamin C nó sẽ có điều kiện hình thành các cái sỏi oxalate và gây ra sỏi thận. Chính vì thế thì khi các bạn uống vitamin C thì nên uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Bạn sẽ yêu thích nhất và vào buổi sáng thì các bạn phải ăn sáng đầy đủ nhé. Sau đó cách bữa sáng ra thì mình nên dùng vitamin C, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là các bạn dùng vào buổi chiều tối. Sai lầm số 3 đó là thời gian sử dụng quá dài. Kháng sinh thì các bạn nên dùng từ 7 đến 14 ngày. Kháng sinh trị mụn thì có thể uống 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Vậy mỗi một loại chúng ta sẽ có một cái thời gian sử dụng khác nhau. Và tập luyện cũng thế, tập gym các bạn tập 2-3 tiếng thì cơ nó teo đi, làm sao nó lớn lên được đúng không? Hay các bạn muốn giảm cân mà các bạn lại không chạy một thời gian đủ dài, nó cũng không giảm cân được. Vậy có nghĩa là bất kỳ cái phương pháp tập luyện nào, bất kỳ cái số lượng nào chúng ta sử dụng thì nó đều cần phải có một thời gian nhất định thôi, đúng không? Học cũng có nghỉ hè mà, tại sao có nhiều bạn lại uống vitamin C một cách vô độ và dùng quá liều, quá dài ngày như thế? Vậy thì cái thời gian của vitamin C nó thường khuyến cáo là bạn nên là uống khoảng 3 tháng thôi nếu các bạn sử dụng nhá. Đó thì nên uống khoảng 3 tháng và tùy theo cái liều sử dụng nữa. Nếu bạn uống liều cao khoảng 1-2 gram một ngày thì các bạn có thể uống 2-3 tháng. Sau đó mình cần phải có một thời gian giãn cách và nghỉ hoặc là giảm liều. Bởi vì tại sao thế? Khi mà bạn không giảm liều ấy, khi các bạn dừng đột ngột thì nó dễ hay ra một cái hội chứng gọi là dội ngược, gọi là hội chứng scurvy. Nó vẫn là cái bệnh lý về rất miệng, nhưng mà bạn dừng đột ngột thì nó sẽ không tốt cho cơ thể. Mình cần là phải dừng theo cái hướng dẫn của chỉ định của bác sĩ. Chính vì thế thì cái việc dùng vitamin nó không phải đơn giản các bạn nghĩ đâu. Và có một cái mẹo rất đơn giản là bạn nên là uống 3 tháng, chúng ta nghỉ khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì chúng ta dùng tiếp tục thì nó sẽ ok hơn. Vì vitamin C nó khác hoàn toàn với những cái nhóm như là collagen hay là L-cysteine, glutathione, những cái nhóm đấy là bạn có thể dùng trường diễn được, nó không vấn đề cả vì bản chất nó là acid amin. Nhưng vitamin khoáng chất thì các bạn không thể là bổ sung liên tục hay được mà cần có thời gian ít mà nghỉ. Và có một điểm nữa là cái thời gian giãn cách của uống vitamin C với mục đích làm trắng da nó khác mục đích là mình điều trị các bệnh lý như là loét miệng hay là loét after hay là bổ sung nâng cao sức đề kháng, nó rất là khác nhau. Rồi, điều số 4, đây là sai lầm rất thường gặp của các bạn, đó là dùng không đủ thời gian. Vậy thì so với nhóm trước là các bạn dùng vô độ đi, các bạn ăn uống gọi là dùng quá nhiều thì cái nhóm này là nhóm
các bạn là dùng quá ít không thời gian. Vì có rất nhiều bạn mong muốn là mình chỉ có 1 tháng 2 tháng mình đẹp lên. Nó giống như cái việc là dục tốc với bắt đạt ấy. Bạn cứ mong muốn một điều gì quá mức quá sao hoàn mãn tặng, nó gần như rất là khó. Bởi vì là khi mà các bạn dùng không đủ thời gian, các bạn không đủ kiên trì. Thực sự có một điều rất hay đó là thành công chỉ cách bạn trước mắt một đoạn rất là ngắn thôi. Và khi bạn đã mất thời gian đi cả quãng đường rồi mà gần đến đích rồi các bạn lại dừng lại thì nó không thể có hiệu quả được. Thì đây là cái nguyên lý chung cho việc chăm sóc da hay trị mụn hay làm trắng da. Các bạn hãy kiên trì hơn và dùng đúng cái liều sử dụng, không nản chí khi mà mình chưa có hiệu quả. Bởi vì xuất phát điểm rất là khác nhau. Có nhiều bạn là sống trong những lụa từ nhỏ rồi, có nhiều bạn thậm chí là còn không phải ra nắng cơ, có nhiều bạn là sướng đến mức độ như thế thì da họ phải đẹp hơn rồi. Nhưng rõ ràng điều kiện mình là phải đi làm nhiều này, phải thức đêm dậy sớm, các bạn còn phải nhiều cái đau khổ khác cho cuộc sống nữa, thì đương nhiên việc làm đẹp mình nó chậm hơn. Nhưng mà nếu các bạn vẫn giữ được thói quen cho mình liên tục giống các video trước của chị Hồng chia sẻ và tự tin rằng mình có thể là đẹp hơn mỗi ngày, thì bác sĩ Hiếu tin chắc rằng các bạn sẽ đẹp hơn được và thành công. Và sai lầm số 5 đó là không bổ sung cái con đường tự nhiên. Những phần trên đó là liên quan đến con đường bổ sung và đường uống, các đường tổng hợp. Thì bác sĩ Hiếu luôn nhấn mạnh ở phần cuối một video về thực phẩm chức năng, đó là các bạn vẫn nên dùng đường tự nhiên nếu như không thể, hoặc thì nên phối hợp thêm những cái đường bổ sung nữa. Tức là bác sĩ vẫn nhấn mạnh các bạn đường tự nhiên vẫn là đường tốt nhất. Còn nếu như các bạn có nhiều cơ địa như là liên quan đến chuyển hóa, chức năng gan thận này, hay là ốm này, hay là sức đề kháng kém đấy, thì cái việc bổ sung ngoài tự nhiên ra, bổ sung nhân tạo một con đường tổng hợp, thì đó cũng là cái điều mà cá nhân bác sĩ Hiếu thấy là nó cũng sẽ có hiệu quả. Ok, và cái video tiếp theo thì bác sĩ Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về liều sử dụng vitamin C và các cái điều mình cần lưu ý khi dùng vitamin C như nào, để bạn có thể tính được cái liều dùng cho mỗi bạn. Và nếu các bạn thấy cái video clip này hay, đừng quên like, chia sẻ và subscribe bác sĩ Hiếu để nhận được cái video sớm nhất từ bác sĩ Hiếu. Và bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.